khởi tố giám đốc công ty bảo vệ dọa bắn vỡ sọ tài xế xe tải Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Hàm Long, bị khởi tố. Bắt tạm giam vì dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa một lái xe tải, ngày 14 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Hàm Long, về tội đe dọa giết người, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, vào 10 giờ ngày 5 tháng 9. Bị can Nguyễn Văn Sướng điều khiển xe đi trên quốc lộ 18 thuộc địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tại đây. Ông Sướng xảy ra mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên đã rút súng bắn đạn cao su để đe dọa, thấy vậy, tài xế xe tải sợ hãi mở cửa xe bỏ chạy, sau khi được mọi người can ngăn. Ông Sướng mới lên xe rời đi, sau đó, clip ghi cảnh người đàn ông này cầm súng đe dọa tài xế xe tải lan truyền trên mạng xã hội chiều cùng ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập ông Nguyễn Văn Sướng lên trụ sở làm việc, công an đã tạm giữ khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 2 viên đạn cao su và 1 viên đạn hơi cay. Chiều 7 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn lệnh bắt.